Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món xíu mại Đà Lạt. Đầu tiên mình cần chuẩn bị 100g hành hương bằm nhỏ, 100g da heo rửa sạch luộc sơ rồi sắc miếng vừa ăn, 100g mỡ rửa sạch sắc nhỏ, 600g thịt vai xay cả da và mỡ. Để ăn cùng xíu mại, mình cũng chuẩn bị rau thơm, dưa leo và bánh mì. Mình nêm vào thịt 1 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1,5 muỗng canh nước mắm, 1,2 lượng hành đã băm nhỏ. Em bao tay vào để trộn thịt được đều và thấm gia vị hơn. Mình cho vào nồi một ít dầu ăn, sau đó cho mỡ vào đảo đều. Khi mỡ hơi vàng thì cho hết chỗ hành tím vào phi vàng lên. Khi hành vàng tắt bếp rồi múc một ít mỡ hành cho vào một chén ớt bột đã chuẩn bị sẵn để làm ớt sa tế. Vì trong nồi mình chỉ cho rất ít ớt bột nên bạn ăn cay hơn sẽ cho ớt sa tế này vào khi ăn. Trộn cho ớt bột và mỡ hành đều nhau. Tiếp theo cho một ít ớt bột vào nồi mỡ hành còn lại, dùng đũa đảo đều cho ớt ra màu. Cho vô nồi 1 lít nước rồi bật bếp lên nấu. Cho hết phần da vào. Khi nước đã sôi, đeo bao tay vo tròn từng viên thịt rồi cho vào nồi nước. Khi đã viên hết thịt, mình nêm tổng cộng 1,5 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh nước mắm, 1,5 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu. Sau đó vớt bọt và nấu ở lửa nhỏ trong 15 phút. Nếu ăn bột ngọt thì bạn nêm vô khi đã tắt bếp, còn nêm bột nêm thì phải bớt muối lại và nêm cho vừa ăn với khẩu vị. Và đây là nồi xíu mại cay cay thơm béo, đúng điệu Đà Lạt. Ăn cùng dưa leo, rau thơm, ngò rí, thêm chút ớt sa tế, chấm miếng bánh mì thơm giòn thì còn gì bằng. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thích cách làm này, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé.